Xin chào các bạn biết điều gì cay hơn việc cầm tam quốc mà đánh thua boss chưa? Đánh cầm deck tam quốc ấy mà đánh thua cả boss, boss tức là mấy con máy ở trong cái chế độ quyết đấu này này. Thì với mình điều cay hơn đó là hôm nay nhà mình mất điện, mất từ 7 giờ sáng, 7 giờ sáng nha các bạn. Hôm nay tức là hai mấy Tết rồi nhỉ? 25 Tết đấy, đúng rồi. 25 Tết mà nó mất điện từ 7 giờ sáng, xong nó bảo 4 giờ chiều có. Và cuối cùng mình vào thì 8 giờ tối mới có nhá. Đây, 8 rưỡi nhá, cũng vừa có điện 30 phút rồi các bạn ạ. Mình đang đánh với mình nữa nhá. Thì hôm nay mình sẽ đi mở cái này này. Đây là một cái arc mình mới mua nhá. Khá là nhiều tài nguyên đấy, nên hôm nay mình sẽ đi quay cái gói cao cấp này và mình sẽ định đánh hero luôn. Bởi vì arc này thì nếu mà không đầu tư ấy, các bạn nên chơi hero, bởi vì hero nó sẽ không mất tiền để mua tham như thánh kỵ. Thánh kỵ các bạn muốn lên rank cao thì phải mua tham, còn hero thì nó sẽ không mất nhá. Đây thì sơ qua thì arc cũng khá là bình thường, không có con ác quỷ tử thần luôn nhá, thì cũng không cần thiết lắm. Con đấy thì nó chỉ là để thủ sân thôi. Chờ mình chút, mình cầm con đắc này đây. Thôi không kịp rồi. Rồi nay mình sẽ đi quay cái gói cao cấp này. Thật may mắn luôn nhá, hôm qua mình mới mua thì hôm nay nó mở, tức là 27 đến 28 thì nó sẽ mở cái gói cao cấp này. Hôm qua mua thì là gói chiến binh Amazon ấy, thì vừa đúng lúc hôm nay mình có luôn. Và hiện tại mình đang có 140 vé, thì tức là quay được bao nhiêu lần nhỉ? 30 lần à? 30 nhân 4, 40 lần. 40 lần cái này thì mình chỉ cần một con Blanchemen và hai cái con chuẩn bị biến hình. Chuẩn bị biến hình để làm gì? Thì mình sẽ vào di tích nâng cấp này này. Đấy, mình sẽ đổi cái con Air Hero cái này này. Thì đại loại con này nó không có effect gì nhiều nhưng mà nó VIP hơn thôi. À, nhìn nó kiểu nó được sơn máu ý các bạn. Để mình thì hai effect của nó cũng giống nhau này. Hình như nó thêm một cái tên thì phải. Con này là anh hùng nguyên tố, con này thì là Air Hero, thì cũng vớ vẩn lắm. Nhưng mà mình cố gắng quay được nó để đổi nhé. Thì cái con này này, cái con này thì mình cũng chỉ có x1, thì mình cũng phải cần hai nào đấy nữa, tức là mình cần rất nhiều ấy. Đây quay một thử bích tường đấy. Mình thì Vego đâu nhỉ, cứ Vego đi được, rất là mạnh luôn các bạn ạ. Xong các bạn bật boss skin lên. Úi giời, neo một giờ. Chờ mình chút, tại mình hôm nay mình khá bận nhá, thì cố gắng quay cái video này, bởi mình còn mấy cái bài ở trên đại học nữa mà. Mặc dù mình Tết nhưng mà bọn nó vẫn bắt làm bài tập nhá. Bọn nó tức là mấy cái đứa trong nhóm thôi ấy, chứ không phải là thầy cô đâu các bạn ạ. Mấy đứa trong nhóm mình ấy, nó bắt làm bài tập để xong ăn tốt, ăn Tết ngon này. Ơ kìa, vô lý thế nhỉ, tại nó bị nát nát các bạn ạ. Lại con neo nước nữa. Trời ơi khó thế nhỉ. Úi rồi, ba con neo nước liên tục. Ít rồi, con hiệp sĩ Zero, con này thì mình không rõ effect, cứ tưởng được con Blanchemen. Úi dồi ôi, con này con gì nhỉ? À, cố được con Blanchemen nào. Úi dồi ơi, toàn ra cái con neo neo gì thôi các bạn ạ. Nặng con neo tiếp. Nặng con neo, trời đất ơi. Úi dồi ơi, tại sao thôi nốt lần này nào. Ui game nhái phai các bạn ạ. Ui lại con neo, hết neo nước đến neo đại dương, lại neo bầu trời, neo mặt đất. Lại neo mặt đất, cái vòng quay này nát hay sao các bạn ạ. Mình tắt hết ứng dụng đi nhá, không biết nó đỡ nát không. Im xem thông thạo cái nào. Không có gì, game này mình no được. Gáy trước là như thế. Nào, cái arc này là arc dinh nhá, mình thêm thông tin rồi các thứ nhưng mà mình không thể cho các bạn chơi ké được nhá. Thì đây là arc duy nhất của mình, chính tay mình cày. Giá 40k hôm qua mình mới mua nhá. Arc VIP nhất mình cày thì cùi hơn arc này tí, nhưng mà nó chỉ có 30k. Còn đàn này cũng VIP hơn một tí là 40k. Trời đất ơi, không được một con nào các bạn ạ. Úi dồi ôi, các bạn nào có cái cách nào quay được dễ hơn không? Tại sao nó lại thiếu một nhỉ? Cái vòng quay này bị làm sao các bạn ạ?
bị làm sao ý. 40 lượt đô nhỉ, không chưa được 40 lượt, 30 lượt, gần 30 lượt. Ừ mình tính lại rồi, gần 30 lượt. Tuyệt vời. Hay là giờ còn một con bờ semen nữa này. Nào, một lượt cuối đây. Lại neo bầu trời. Trời đất ơi. Úi giời. Úi giời ơi. Hai con bờ semen. Tuyệt vời. Thì cũng đạt được chỉ tiêu các bạn ạ. Bởi vì con này này nó à này ngày xưa không nạp mua Blend Semen ở ngày thứ 6 server mới nên giờ kiếm Blend Semen rất là khó nhá, và mình đã được hai con, hai con thì cũng khá là ok, và hôm nay gần đạt chỉ tiêu rồi thì chỉ cần thiếu một lá chuẩn bị biến hình nữa này, một lá chuẩn bị biến hình và hai con Sertan cho là được. Thì mình cố gắng lắm đấy, được một lá chuẩn bị biến hình và một con Blend Semen cũng gọi là đạt chỉ tiêu với 140 vé của mình đặt ra. Tuyệt vời, không ngờ những vé cuối nó lại nhân phẩm như thế, quá là tuyệt vời. Chắc là dừng ở đây thì sau này chắc là mình sẽ làm video về cái app này này, hành trình đánh hero của mình nhé. Thì mình sẽ chơi tà đạo này, chơi tà đạo chứ không chơi mấy cái hero khác đâu, bởi vì mấy cái hero khác rất là khó nhé. Và chắc là video dừng tại đây, ngày hôm sau thì mình sẽ ra thêm video về app này để chuẩn bị những cái điều cần có để chơi hero tà đạo. Hero tà đạo.